Phượng nằm viện chẳng ai chăm, than không khác gì con chó già, Kiều Minh Tuấn đang làm gì? Đang nằm trong bệnh viện mà tâm trạng của Cát Phượng lại không được tốt, nhiều người tỏ ra lo lắng cho cô. Tối ngày 19 tháng 5, nữ diễn viên Cát Phượng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng hoa mắt chóng mặt. Khi vào đến viện, cô bất tỉnh nhân sự. Sau khi được cấp cứu kịp thời, Cát Phượng cũng đã chia sẻ những tiến triển tích cực về bệnh của mình, đồng thời cảnh báo mọi người hãy chú tâm hơn đến sức khỏe. Hiện tại khi nằm viện được 4 ngày, sức khỏe dần hồi phục nhưng gương mặt của Cát Phượng vẫn tái nhợt. Hơn nữa tâm trạng của cô rất u ám khiến nhiều người lo lắng cho nữ diễn viên 49 tuổi. Cách đây ít phút, Cát Phượng cũng chia sẻ trên trang cá nhân về tình hình của bản thân. Bên cạnh đó, cô còn chia sẻ mẫu chuyện đầy tình cảm và xúc động của một cặp ông bà trong bệnh viện. Trong khi đó, Cát Phượng lại ao ước có được người thương và quan tâm mình như vậy. Bởi người chăm sóc cô chỉ là bác sĩ, nữ diễn viên còn viết: nhìn qua khung cửa sổ, nhìn xuống đường, thấy mây đen kéo đến phủ kín bầu trời như phủ lên đời mình. Ngồi một mình không khác gì một con chó già ngồi ngắm mây trời. Khá nhiều người lo lắng cho tâm trạng của nữ diễn viên, nhưng cũng phần nào nhẹ nhõm khi cuối cùng Cát Phượng hứa sẽ tự lo cho mình, bởi không ai thương mình, phải lo cho mình bằng chính bản thân mình. Nhiều người thắc mắc Cát Phượng đang bệnh và mong muốn có người quan tâm đến vậy thì Kiều Minh Tuấn đang ở đâu. Từ hôm 19 tháng 5 Cát Phượng nhập viện, chưa thấy cô đăng hình ảnh gì về Kiều Minh Tuấn chăm sóc mình. Còn trên trang cá nhân của nam diễn viên này cũng không hề có động tĩnh gì về bệnh của vợ. Cát Phượng than thở khi nằm trong bệnh viện điều trị bệnh. Lúc nhập viện, Cát Phượng cũng chia sẻ rằng cô phải lết vào viện. Ảnh cũng là một người quen chụp mà không phải Kiều Minh Tuấn. Cách đây mấy tiếng, cô cũng than không ngủ được khiến nhiều đồng nghiệp lo lắng. Hình ảnh nhợt nhạt của Cát Phượng. Nhiều người thắc mắc Kiều Minh Tuấn đang ở đâu. Hôm 21 tháng 5, khi Cát Phượng đăng bài về tình hình sức khỏe của mình, thì Kiều Minh Tuấn chia sẻ thông tin về tê giác, sau đó không có động thái gì thêm. Trước đây, mối tình của Cát Phượng Kiều Minh Tuấn khiến nhiều người ngưỡng mộ, nhưng hiện tại, mọi người lại đang rất băn khoăn.